ông bá rồi con bá giặt vũ. Cái tiếp trước con mắc cái nghiệp đó chúng ơi, giờ cũng sẽ trả 43 năm rồi đó. Cũng tắt hơi thở cũng ưa hết vậy đó. Con ngày tiếp trước cũng làm thân tội lắm, phải đầu thai trên cái chỗ này. Ai cũng có cái nghiệp thế đó chúng ơi. Dân con làm gì dân? Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa cô chú anh chị, đây là căn nhà quen thuộc của bà chính mà nấu đậu phộng có một người con gái khờ cô chú anh chị. Thì qua những nội dung video trước, Nghĩa có đến đây quay hình ảnh của bà nấu đậu phộng bán hàng ngày cũng như là cái chị gái sống với bà. Thì qua những video đó cũng được nhiều mạnh thường quân ủng hộ, và đây là lần thứ hai Nghĩa đến đây để trao món quà yêu thương đến bà chính và cũng gửi đến hình ảnh bà chính xem là mấy ngày nay cái chân của bà như thế nào cô chú anh chị, và cuộc sống của bà cùng chị gái như thế nào. Nghĩa mời cô chú anh chị bạn cùng Nghĩa vào bên trong để gặp bà chính đây ạ. Ôi, cho mát kìa. Vô ngồi cho mát hả? Chị vô ngồi đi. Chị vô ngồi với bà. Vô nhà với bà đi chị. Bữa nay bà chính khỏe không? Sáng giờ bà chính ăn cơm chưa? Nay khỏe ăn cơm chưa? Ăn cháo không mà chú ơi. Ăn cháo hả? Bà chính ăn cháo gì? Cháo mình nấu hả? Chị nấu cho bà hả? Ăn cháo không hả? Ai nấu? Má nấu hả? Dạ. Chị dịch cho bà mẹ đi. Mẹ nói gì vậy? Cái chân bà chính sao rồi? Chân bà chính sao rồi? Rồi sao rồi? Trong mình nó bần thần vậy chú ơi. Rớt vô nấu cháo ăn cho ai thôi mình nấu chú ơi. Không muốn bần cái gì hết trơn trời. Mấy bữa nay bà chính khỏe không? Nấu ra thì cho nó ăn luôn. Chị hỏi đi, mấy nay bà chính khỏe không? Bữa nay bà chính không có nghe luôn rồi cô chú chị. Ơi, chú ơi. Nói gì chị gái mình. Chú biết bao nhiêu tuổi rồi, 43 tuổi rồi đó. Cô thì 72. Chắc tôi chết bỏ nó quá chú ơi. Không biết chắc giờ nào. Bà chính thấy trong người khỏe không? Chú nói gì vậy anh? Mình khỏe không? Chứ mình không có khỏe. Mình thì mình được chỉ có cái ngầm ngầm hoài vậy. Mình thì rớt vô, giặt đồ thì rớt vô vậy đó. Cái ai đó mình giặt chú ơi. Cuộc đời tôi khổ quá trời. Có con thì không có nhờ con được cái gì trên cái tội. Đi qua cầm xá tay cái không rồi đó. Muốn cháu đi thôi chứ cũng không có mà xây nhà nữa. 20 ngàn. Cháu đi 20 ngàn. Muốn không mà cái gì cũng muốn. Đi bộ thì cũng vậy đi cũng nổi. Đi nó động qua để nhị la chết. Chị biết cái này cái gì không? Cái này cái gì cô? Cái này cái gì? Dạ. Con bữa nay đem thịt qua cho bà nè. Thịt bữa hổm bà ăn hết chưa? Hết rồi. Hết rồi hả? À? Hết lâu chưa chị? Gì? Hết lâu chưa? Lâu rồi. Ừ. Rồi mấy bữa nay chị ăn cơm với gì? Gì? Mấy bữa nay chị ăn cơm với gì? Mấy bữa nay chị ăn cơm với gì? Nhớ chú này không dân? Nhớ chú này không? Nhớ chú mày không? Con gửi cho bà 2 thùng mì. Vì cảm ơn chú với cô. Với cô đó cũng tao ốm không mà bị nổi. Cô chú ơi.
Dạ, 1 triệu đồng này là của chị Đai Si Trần của bên Đài Loan á, thì qua xem video được thì cũng có gửi đến cho bà Chính. Còn cái phần quà này là của bộ bạn Mạnh Thường Quân giấu tên, cũng gửi kèm theo, thì bạn Mạnh Thường Quân giấu tên hôm trước thì cũng có gửi quà cho bà Chính, gửi cô chú anh chị, gồm có đường, bột ngọt, đồ, nước tương, nước mắm, gạo, mì. Thì những cái vật dụng đó hôm nay là nghĩ vẫn còn, cho nên bạn ấy là gửi tiếp ngày hôm nay là mì với lại là thịt. Đây à, bà Chính ơi. Ôi. Trời ơi. À, con gửi này của chị Đai Si Trần cho bà. Nói gì anh cho cô chụp. Chị Trần cho bà. Cái gì có gửi thôi. Chị Trần cho bà. Bà Chính nói lớn lên, kêu bà Chính nói lớn lên. Chị kêu bà Chính nói lớn lên. Kêu má nói lớn lên. Bà Chính vui không? Trời ơi, chú nói nhỏ tôi không nghe. Biết khổ quá chú ơi, chú thấy đó. Nói nào ngay con không có nạt nộ gì hết trơn. Để biết chuyện nó nạt không có. Có được cái lúc đó, phải nạt thôi, cũng tự ái, chắc cũng chết quá. Cái này hồi chị làm gì ăn? Thật á. Gì? Cái này hồi làm gì ăn? Kho. Kho hả? Bữa hổm kho rồi, nay kho nữa hả? Kho hả? Chú ơi. Bữa hổm cũng kho hả gì? Bữa nay kho nữa. Ừ. Ăn ngon không chị? Ngon. Ngon hả? Bữa ăn được mấy chén cơm? Trời ơi, khùng vậy đó mà. Ăn gì? Thịt ăn một bữa một bài chú ơi. Thịt này chị ăn được mấy chén cơm bữa ăn? Mấy hai bữa. Cơm nóng một bữa một ăn đó, ăn cơm mắt cũng ăn nữa. Khùng vậy đó mà vậy đó. Cách chết làm sao đâu, không hiểu. Bà cắt tiền đi điểm mỗi tay. À, các tiền đi mỗi tay, các tiền đi mỗi tay, các tiền đi mỗi tay. Bà chị. Dạ. Mẹ anh nói chuyện không có nghe nữa hả? Phải nói lớn hả? Ừ. Rồi chị ở nhà dịch cho mẹ hả? Dạ. Phải ở nhà ngồi nói cho mẹ nghe hả? Mấy bữa nay có đi mua trà đường uống không? Có. Trà đường đâu rồi? Uống rồi. Mấy bịch, bữa nay mua mấy bịch? Hai bịch, hai bọc. Hai bịch hả? Rồi đây tới chiều mua nữa không? Nữa. Mấy bịch nữa? Biết nữa. Nhân nữa. Rồi tiền đâu chị mua? Quá trời. Gì? Tiền đâu chị mua? Xin mẹ hả? Gì? Tiền đâu chị mua? Xin... má. Xin má ha. Mấy bữa nay mẹ ăn cơm nhiều không? Dạ. Mấy nay mẹ chị ăn cơm nhiều không? Cái gì cũng nhiều. Nhiều hả? Mấy chén chị? Mấy nay mẹ ăn cơm lần mấy chén? Không biết nè. Không biết hả? Bởi cổ tính hai con chú ơi. Nó biết là hàng lên gì. Chị mua trà đường về có cho mẹ uống không? Dạ. Chị mua trà đường về không? Không hả? Sao không cho mẹ uống? Uống. Sợ mẹ bị tiểu đường hả? Rồi sao chị không sợ? Nói sao mẹ bị tiểu đường rồi sao chị không sợ chị tiểu đường? Không sợ. Không sợ hả? Trà đường ngon phải không? Chị thích uống trà đường của chú anh chị. Và bà Chính bữa nay thì kiểu như là cái bệnh lãng tai bà Chính ngày nặng thêm nữa, nghĩa cũng không có trò chuyện gì được nhiều nữa, quá nhờ chị dịch qua nào mà có lúc này chị dịch, có lúc này chị không có dịch cho cô chú anh chị. Mấy nay bà Chính có đi chợ không? Chú nói vậy. Mấy nay bà Chính có đi chợ không? Có. Không. Nó cháu nó chở qua bên cạnh sáng giữa rồi về luôn. Dạ. Yeah. Đi cày nhắc cày nhắc cày nhắc có đâu rành. Rồi nhà không có đi. Yeah. Rồi ai mua đồ ăn cho bà Chính ăn? Cháu nó mua cho. Cháu ai mua đồ ăn cho bà Chính ăn? Mua cho miếng thịt, cho cái thứ lớp vô nấu cháo ăn đó. À. Cháu có mua cái ăn vô. Cái chị này chị đâu có biết. Khổ lắm chú ơi. Hai mẹ con ăn nè, có bữa cơm, bữa cháo à. Tại không ăn nhiều, chứ không phải là không có. Bữa cơm, bữa cháo. Gạo ưa.
nấu cháo gì nó ăn luôn vậy đó, nó còn nữa con à. Mới chỉ sáng hôm nay cô với chú tới á, rồi nãy giờ nằm hoài, sáng giờ nằm hoài, cái chanh chích cái cũng chết rồi chú ơi. Bà Chính chuẩn bị ăn cơm hả? Hả? Bà Chính chuẩn bị ăn cơm hả? Không cháo, không biết ra, cháo không mua cho cái tiết ra rồi đâu, không nấu điện. Sao bà không nấu bằng nồi cơm điện cho nó dễ? Ơi, cơm điện nấu nó khô quá, cùi nước không vô chú ơi. Không biết để nước rồi có khi nhậu nhẹ. Chú nó chiều mưa đó. Hai bịch nữa. Ôi. Mệt con quá nghi rắn. Làm gì mà nấu chung kia nữa đó. Thì biết không? Bà Chính dọn cháo ăn đi. Hả? Bà Chính dọn cháo ăn đi. Nấu. Nấu chưa? Chưa, nấu. Châu mẹ nói nấu rồi. Chưa hả? Chị vô nấu đi. Vô nấu cho tụi em ăn với. Kêu mẹ nấu đi. Kêu mẹ nấu đi. Chú này ghé bỏ hổm này mày nhớ không? Dân. Kêu mẹ nấu đi. Chị biết quét nhà không? Chị biết quét nhà không? Sao chị không quét? Sao chị không quét nhà cho mẹ? Làm biến quét à? Rồi hằng ngày chị làm công việc gì? Hằng ngày chị làm gì? Không làm cho hả? Hằng ngày ngủ rồi uống trà đường ăn cơm vậy ha? Bên đây còn đậu phộng, bên ơi. Đây một cơm. Đây... Rồi cô cảm ơn chú với hai cô nha. Dạ. Bà Chính dọn cháo ăn đi. Hả? Bà dọn cháo ăn đi để thôi đói đó. Bà Chính nấu chưa? Chú có cho cái bà ba đánh không mà? Dạ có. Có nữa hả? Dạ. Trời ơi, tôi giúp tâm mấy hai tháng này rất đi đánh không nổi. Đâu đâu tôi khỏe tôi đi gửi tôi thanh bả đã đâu có đi gửi tôi được. Trời ơi, hai bà bạn già. Rồi từ mấy tháng này tôi bán đồ phòng rồi tính đi gửi tôi vì cái giò gì cái gì. Vì cái nó rộng ở đằng này nè. Thì ở những cái video trước mà nghĩa có quay cái bà cụ mà bị mù á cô chú anh chị. Rồi có người con bằng hồ đó thì cũng ở gần đây nè, bà Chính cũng thường tới lui. Còn bả người con bả giặt vũ. Cái tiếp trước con mắc cái nghiệp đó chú ơi, giờ cũng phải trả 43 năm dùng đó. Thì nào cũng tắt hơi thở rồi ưa hết. Vậy đó. Con này tiếp trước cũng làm nên tội lắm, phải đầu thai trên cái chỗ này. Ai cũng có cái nghiệp thế hết chú ơi. Thôi. Dân con làm gì dân? Không có tiền mua đây. Thôi không, chú ghét chú không dân nữa đó. Tiền xin mẹ kìa. Sao mày hứa không nổi vậy dân? Không có tiền mẹ. Trắng mà. Xin anh này nè. Anh này tiền nhóc dân nè. Anh này có tiền nè. Trời ơi, nãy giờ xin tiền. Nãy giờ xin tiền à. Ôi, chú biết mấy đàn ông mấy tháng gì chốt ở đây xin tiền. Hai ngàn. Cho 4 bịch luôn nè. 4 bịch trà đường. Trời ơi, mua 3-4 cùng ra vậy đó. Cái này là nhiêu? 20 20 hả? Trời ơi, biết tiền chưa anh Quang ơi. 20 Uống được mấy bịch? Chú hỏi nó coi có nhiêu à. 20 Cái đó nhiêu danh? Cái đó là nhiêu? Mua trà đơn. Dạ. Biết rồi mà bao nhiêu tiền? Dạ em nghe. Bao nhiêu tiền? Dạ nghe nghe nghe. 20 Hả? 20 20 Dạ được. 20 20 20 20 Khổ hết sức với cô ơi.
mày uống sáng nay mệt rồi tới chiều nha, uống nhiều mày chết tao bỏ mày đó. Bà nấu cơm nấu cháo gì chưa? Nấu cơm nấu cháo gì chưa? Nấu cơm nấu cháo gì chưa? Hả? Cơm nấu cháo gì chưa? Nấu cháo mà chưa có bắt lên chú ơi. Trời ơi, chưa bắt lên tử đâu bắt dọn nhà luôn. Nấu cháo à. Dạ. Tao có đi chợ mua gì mà ăn không được chú ơi. Cái giò này cứ hành. Giờ này mà bà chưa nấu gì hết vậy? Giờ này sao bà chưa nấu? Giờ này chưa nấu, giờ này chưa nấu, giờ này chưa nấu. Hả? Vậy? Chú nói gì? Chị Ngân nói, ông nói giờ này chưa nấu, chưa nấu, chưa nấu, chưa nấu. Sáng giờ nằm hoài chú ơi. Dạ. Nó chăm chích cái cổng. Ờ đi thì buông ra đi vậy đó. Ngứa chân hả bà? Hỏi bà. Khổ quá trời khổ luôn. Phải có con rồi nó cứ biết nó hành, nó nấu rồi cho mẹ mình. Không biết cái gì hết á. Không biết gì hết. Thành Quân ở đâu có tôi không hiểu. Dạ. Thành Quân cắt cho. Cháu này có chủ trương gia cất. Coi muốn thợ. Dạ. Chứ mẹ con nghèo gần chết rồi cắt khi nào đâu có nổi. Có tiền. Cắt này của nhà nước nè cô ơi. Chứ là cái đất của nhà nước cho đâu. Ở đậu thì tôi chết thì trả lợi. Dạ. Rồi tôi cảm ơn cô nha cô. Rồi với chú nha cái chú á. Bây giờ chú ra hè hả? Dạ. Yeah. Bà Chính mừng không? Cho có thịt mì rồi tiền vậy bà Chính mừng không? Chú nói gì nó lại. Bữa nay cho quà vậy bà Chính mừng không? Trời ơi mừng chứ không mừng. Hai có cho quà thì mừng dữ lắm. Quá mừng chứ không mừng mình. Dạ. Thế rằng có khi đó con, người ta ăn. Con nói bà Chính nghe nè. Ban đêm bà Chính ngủ nhớ niệm Phật nghe. Trời ơi chú. Chú thấy người ta cho con. Bữa nào chú thấy con cũng lại. Con bán trong phòng chú lại. Con thờ bốn chỗ rồi. Bà quế hông Bồ Tát thì trên giữa. Bà ta gọi bà cô. Bà cổ thiên người nữ mẹ sanh mẹ độ. Đó. Giờ con này nó đâu có biết đâu mình dưng hương. Giờ cũng cần nhất mình dưng cái gì. Nó cũng giá để tôi hết rồi tôi lại lục. Có cái nào cũng vô ngồi giá để chân chú lại 24 lại. Tôi đạo Phật. Dạ. Năm nào cũng đi chùa chín chẳng chân. Tết 11, Tết rồi đi vậy đó. Đi xe đi 50 ngàn. Đi chừng tiếng mấy 2 tiếng hả? Cái đạo cái đạo của ông già. Cô cậu biết chùa cũng chính chẳng không? Yeah. Không biết hả? Ê, trà bâm quá. Con ở Vĩnh Long con qua, con không biết. Chùa Trị Thiền là ở dưới này. Chùa ổng ở trên đó. Mà đơn giản lắm. Không có đẹp như chùa Trị Thiền. Chị có lại Phật với mẹ không? Đúng vậy. Có ra tối có là ra lại Phật không? Không. Sao không ra lại Phật cho mau lớn? Quá bà cậu cô chứ. Sao mà tối không ra lại Phật cho mau lớn? Hãy sang mẹ độ. Rồi dành tháng 7 tới tôi cúng giáp năm á, cái tôi cúng chè vậy là nó cần nếp vậy đó thôi chút rồi cúng. 6 tháng 7 rồi nè, năm nào cũng cúng hết trơn. Chẳng phải dành nào cũng cúng có tiền. Tại tôi nhắc năm tôi có được tôi cúng. Quá chú kia rồi mất tôi rồi. Chú biết thằng ngắn hả? Chú đi hả? Cô mừng dữ lắm chú ơi. Ai đâu cho con cháu nó nghèo khổ không có đâu mà cho. Không nhờ mấy chú mấy cô cho. Cứ dành cùng tôi cúng cũng có thèm gì. Gia ăn con cũng tiếu 10 ngàn. Con cháu vậy đó. Mà cao gì mình đủ không vô chú ơi. Chứ có con cháu mình có cho đâu. Con nhờ mấy cô mấy chú cho. Có mà mua.
nói cho chú với cô thương con cháu tết nhất chuyện trên tranh 50 vậy đó. Cút nó bình rung hưng được, cháu cút nó bình rung hưng được, cháu kêu bình gì đó, còn cô thì ở ngoài đây, cháu cô, cái nhà đồng tiên ngoài á, bà đâu có cho chú ơi, cô nhờ cô bác cả cho không à, chú với cô quê ở đâu ạ? Ở Vĩnh Long. Vậy hả? Cái chân bà nay sao rồi? À. Cái chân bà bữa nay sao rồi? Cảm ơn cô nghe cô. Dạ. Cái chân của bà bữa nay sao rồi? Hả? Cái chân bà nay sao rồi? Chân bữa nay sao rồi? Chân bữa nay sao rồi? Thì nó giúp. Bữa nào cũng đi giữa vậy. Nó giúp. Tại cô nhắc cái gì nè. Cái giúp xuống vô chỗ dò luôn. Cơm nứt cơm rồi luôn. Tôi bỏ luôn cho gà ăn. Không giữ. Tôi lấy cái hát tôi nấu. Hồi đó không đau mà bây giờ nó thấm nó đau quá chú ơi. Hồi đó tôi còn bán vào phòng bên tâm đình chẳng mắt. Rồi bây giờ nó thấm đau quá trời. Đồ ra tôi không có dẹp nổi đâu. Cầm lưng vậy đó. Cũng kiếm 1 triệu vài triệu để dành mua cá rồi ăn. Vậy đó. Kiếm quá 2 dạ 4 bữa. Rồi ngồi chùm mấy dùa đó đó. Sao ấy chú thấy đó có cái lò đó. Rồi nấu. Ngồi mày rắn vậy chú ơi. Tiếng về tí tới nó mát. Vậy đó, chứ không phải là gắn hoài. Cũng nhờ vậy mà tôi thấy nấu được. Đất của nhà nước đó, chạy dài vậy đó. Rồi nói, năm nào cũng sắm nay, mười mấy năm nay đồng phòng giờ chú ơi. Hồi đó hồi rẻ, bây giờ mắc 600 ngàn một dạ đó. Năm ngoái có 400 giữ. Hồi năm ngoái cũng bán 10 ngàn, bây giờ 600 ngàn dạ cũng bán 10 ngàn. 10 ngàn có không đấy chú? Rất ba con, 30. Rất ba con. Mà cao chịu cầm rít, cà tôm rau. Rồi cà tôi còn để cầm rít, chứ không dẹp dọn gì nổi hết á. Chứ phải là cũng đau. Cháu nó lại nó cứ chờ lại cầm rít. Trời mẹ nó chừng nào hết ai chứ. Chứ giờ mình tới nó động nữa. Nằm nghỉ cho nó có sức khỏe cho nó mau hết phải không chú? Dạ. Tôi cũng dám làm tôi kể mẹ nói có hai mẹ con ai đâu mà tới gì ra gì nhà cũng bình mừng chừng nào mình dẹp trời ơi cái nào đen khùng khùng giống chưa rồi nữa chú ơi cầm đứng nói chân vậy ta nói dội cái là bỏ luôn không làm gì nổi chứ mới bị lần thứ nhất nào giờ không có. Tại vì chú biết không, cái cây cầm nó có chút xíu gì nè. Chị cô à, chỉ đặt, rồi gũi cho mót vô vậy đó. Rồi chú Hằng cùng chú thấy con chị đó, chú đặt ra, cho ngóng cơm cái chú cầm chút hoài, chú nó mẻo vậy nè. Hằng ra nó ruột, thì cầm mới vừa nó ngóng cái bút tay vô cái nó ruột. Nhắc xuống rồi chứ không phải mà ruột cái trong cái bếp cứng ra ngoài gần chắc. Mà nóng tanh cháo chén rồi mà tôi chú coi chén cuối cùng mà nó bị thui á. Chén này ông chủ ông thấy đậu xấu lắm. Đậu hột nhỏ mà lại xấu. Mấy chén trước đậu bự luôn á. Cô bán 60 chén vậy đó. Năm nào cô cũng bán là mùng 9 là cô khởi đầu ngày lấy này tốt vậy đó. Ông già cũng nói mặn chữ gì coi của cái ngày chín đó. 19, 29, vậy đó. Mà cô cũng nghe rồi ổng vậy đó. Cô làm vậy đó. Cô bán là cũng khai trương ngày 19. Trời cực khổ chú ơi. Mà cũng mười mấy 20 năm nay rồi. Cũng nhờ cả phòng mua gạo. Hồi đó ta chưa cho gạo ấy chú. Rồi tôi đi mần cỏ. Mà trời ơi cực khổ lắm chú ơi. Ăn tôi gửi gì được không? Chú ấy được, cô gửi được. Cầm xá băng cho cô này, sao vui rồi nữa. Sao vui rồi, nó vui vô, nó gầm đập. Cái giò còn nguy hiểm nhất đó cô. Dạ. Thấy không cô? Dạ. Cô cứ nghe ha. Bà chị vụt, bà ra tôi quá cỡ. Bà chính lễ xuống đi.
Cái tay ra cho để chập. Lại xuống đi, đừng bơ bỏ cái giò mỏi. Rồi cô cảm ơn cô nha. Rồi. Cái này đỡ hơn nhiều rồi. Có nguyên một con vô vậy ta, gì nước, gì đồ luôn. Bữa nay đỡ hơn nhiều rồi, cái chân của bà chính nay đỡ hơn nhiều rồi. Nó cầu cũng nóng quá, cái gì vô giữa. Có phải người ta nói vậy như rồi xin cái cá bên đây là chài vô, thẩm á. Cái cá chài vô gì lắm, gửi nó không có phòng, nó không có ấy. Người tôi không biết ở đâu. Ở gần đây nè. Bữa sao không lấy nước đá đưa cho mẹ? Về. Bữa không lấy nước đá chài vô cho mẹ? Trời ơi, có biết gì đâu chú ơi. Bữa lấy... Bữa đó có uống trà đường không? Dạ. Bữa đó có uống trà đường không? Nào. Bữa mẹ bị phỏng nè. Rồi nằm cho cả rồi 1, 2 giờ vậy cái nấu cơm. Nấu con gạo rồi con dưng vậy hả? Rồi hai mẹ con ăn. Rồi con cũng ăn bữa với nó luôn. Sáng giờ có ăn cái gì đâu. Thôi bà chính đi ăn cơm đi, ăn cháo đi. Kêu mẹ vô ăn cháo lấy thịt nè kho đi. Kêu mẹ. Đi thịt kho đi. Năm chắc bữa dài nói chuyện vậy đó. Kêu đi, kêu mẹ lấy thịt kho đi, kho ăn. Thịt kho ăn. Nói con về nghe, con về. Dạ, cô cảm ơn mấy chú ha. Bà chính giữ gìn sức khỏe nghe. Vô làm cái ai làm chú ơi. Dạ. Bà chính không tập cho chị làm. Không có biết đâu. Tập cho chị làm. Chú kêu mày mặn, mày kho được không? Hả? Biết kho không? Trời ơi, quên nó chọc rồi. Dạ thôi thì hôm nay Nghĩa cũng thay mặt chị đây Si Trần cũng như là một bạn Mạnh Thường Quân giấu tên hôm nay đến đây để trước là thăm bà chính cũng như là trao gửi món quà yêu thương 1.000.000 đồng của chị đây Si Trần cũng như là 2 thùng mì và 1 ký thịt của một Mạnh Thường Quân giấu tên. Thì bà chính thì ăn cháo nấu bằng gạo không à cô chú anh chị, nãy thì bạn Mạnh Thường Quân đó có kêu mua cái thùng cháo gói đó nhưng mà do là bà chính không có ăn cho nên Nghĩa không có mua. Và cũng đồng thời cái chân của bà chính thì đi rửa bên bệnh viện ở bên trạm xá đó cho nên là mình cũng không có rửa nhà cho nên là không có mua thuốc cũng như là không có mua nước rửa chân. Đó cũng là cái nội dung video ngày hôm nay Nghĩa gửi đến quý cô chú anh chị các bạn đây. Cũng không quên cảm ơn chị Đại Sư Trần và một Mạnh Thường Quân giấu tên đã ủng hộ quà cho bà chính và cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ.